Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ lên sóng và giới thiệu cho các bác hai chiếc đồng hồ cổ vintage của Thụy Sĩ các bác ạ. Đối với những bác đã sưu tầm và đang chơi đồng hồ cổ thì các bác nhìn sơ qua hai thương hiệu này thì các bác có thể thấy đây là hai thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam, được các bác ưa chuộng cực kỳ nhiều luôn vì vẻ đẹp và bộ máy chạy rất là mượt mà nhá. Chiếc bên tay trái em là chiếc Mido và chiếc bên tay phải của em đây là chiếc Lado. Em sẽ giới thiệu chiếc Mido trước để các bác cùng em đi tìm hiểu chiếc Mido này. Và cái chiếc Mido em đang cầm trên tay đây là một chiếc Mido thuộc phiên bản Limited. Nghĩa là sao? Là được sản xuất số lượng giới hạn các bác ạ, chứ không phải là được sản xuất theo bộ sưu tập tràn lan, mà nó chỉ có số lượng giới hạn thôi. Và cũng rất là may mắn khi em đã sưu tầm được một chiếc về để giới thiệu với các bác. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc Mido mặt tràn các bác ạ. Mido mặt tràn với một bộ mặt số trải tia nền anh bạc rất là sáng nha. Có thể nói đây bộ mặt số nó đạt độ mới cực kỳ là cao. Và mặt số này em chưa spa hay là vẽ lại đâu các bạn, nguyên zin. Hoạt động với cơ chế là chúng ta sẽ có 3 kim, một ô nịch góc 3 giờ. Phần cọc vàng, kim vàng, nhưng phần cọc số này nó sẽ được điểm đen để tạo nên một cái phần điểm nhấn rất là rõ rệt khi các bác đeo lên tay, với một phần vỏ vàng bên ngoài nổi bật này, một phần mặt trắng bạc trải tia, đặc biệt hơn là phần cọc sẽ được nổi bật nên rất là rõ rệt khi các bác đeo lên tay. Chúng ta sẽ có một logo Mido ở góc dưới 12 giờ và ô nịch góc 3 giờ. Các bác có thể thấy này, phần kim chạy rất là mượt mà. Và những dòng chữ của thương hiệu rất là cần thiết, đó là dòng chữ Mutterford và Powin. Góc 6 giờ chúng ta sẽ có hai chữ nhỏ đây. Đồng hồ Thụy Sĩ nào cũng phải có, đó là chữ Swissmade, rất là rõ ràng đúng không ạ? Một phần là mặt số em có thể nói là công nhận cực kỳ là đẹp. Phần vỏ của chiếc Mido này được bọc vàng 10K các bác ạ, bọc vàng 10K. Và chiếc Mido này nó còn giữ được nguyên cái núm zin các bác ạ. Nên khi các bác nhìn chúng ta sẽ có logo thương hiệu Mido ở phần núm đây. Và một số thông số như mã seri ở hai bên hông thì còn rất là rõ rệt nha. Chiếc Mido này em chưa spa thì thôi ạ. Nó còn giữ nguyên cái vẻ đẹp của nước vàng từ người đeo đầu tiên đến bây giờ đến đợt em sưu tầm. Rồi, em sẽ tháo đằng sau và bộ máy ra để các bác cùng em chiêm ngưỡng. Với cái chiếc Mido này thì nó sẽ hoạt động trên bộ máy 17GHz. Đối với các bác hay tìm hiểu thì 17GHz thường thường là quad tay đúng không ạ? Nhưng chiếc Mido này nó tích hợp cả quad tay cả auto. Phần vỏ đít của chúng ta vẫn là thép SS không dỉ và một số thông số đây như diện Mido, Powin, Waterbow. Rất là đặc, rất là quan trọng. Tại vì sao? Waterbow hiển thị cho chiếc Mido của chúng ta được sản xuất tại Thụy Sĩ các bác ạ. Rồi, em sẽ tháo bộ máy ra để các bác cùng em chiêm ngưỡng một bộ máy Limited được sản xuất giới hạn, nó sẽ mang đến cho các bác vẻ đẹp như thế nào nha. Đây, ngay phần vỏ đã hiển thị rồi các bác ạ. Chúng ta sẽ có dòng chữ Mido Limited đây, rất là rõ rệt nha, thông số này. Rồi, tiếp đến là bộ máy. Ở phần búa chúng ta này, các bác nhìn này, chúng ta có một bộ máy búa rất là nhạy nha. Di chuyển hơi, di chuyển nhẹ này, bánh lăng đi theo ở đây. Tuyệt vời phải không ạ? Trên búa chúng ta sẽ có chuyện Swiss Mido Limited nha. Rất là rõ ràng này các bác nhìn chưa? Swiss Mido Limited thể hiện cho một phiên bản giới hạn. Và chúng ta sẽ có một bộ máy này, CO1147C. Rất là đẹp. Bộ máy cốt vàng này, các bác nhìn chưa? Có thể nói bộ máy là mức độ mới rất là cao luôn. Các bác nhìn đây, tim chạy rất là mượt mà nha. Và ở đây góc này chúng ta sẽ có thông số là 17GHz đây. Rất thích đúng không ạ? Đúng là một phiên bản giới hạn thì nó sẽ đem đến cho các bác những điều bất ngờ. Và vẻ đẹp của bộ máy thì không chê được rồi đúng không ạ? Rồi, em sẽ giới thiệu sang chiếc thứ hai, đó là chiếc Lado để các bác được chiêm ngưỡng nha. Đây là một chiếc Mido Lado, em xin lỗi các bác, Lado nó sở hữu một size đo không núm, đó là size 35. Chúng ta sẽ có một phần vỏ này, phần vỏ càng và niềng được bọc vàng 20 micro. Nên nó sẽ cho các bác một màu vàng rất là tươi nha và rất là sáng luôn.
chúng ta sẽ có một phần mặt số nền cũng là nền bạc trải tiêm. Một bộ kim cọc số được thiết kế vắt giữa rất là tinh xảo luôn các bác. Và chiếc Lado này thì là một chiếc Lado thuộc bộ sưu tập Lado cá ngựa Gold House. Bộ sưu tập Gold House có thể nói là một bộ sưu tập nó đã tạo nên cái danh tiếng cho thương hiệu Lado trên trường thế giới. Được sản xuất vào, chiếc đầu tiên được sản xuất vào năm 1956 các bác ạ. Bộ sưu tập Gold House đây, nó sẽ có, chúng ta sẽ có một đôi cá ngựa vàng ở phần trên góc 6 giờ. Chiếc Lado đang hoạt động với cơ chế là 3 kim nhá, 3 kim vàng. Với một ô nịch góc 3 giờ hiển thị đây, rất là đẹp nha. Ô nịch chữ màu đỏ nên nó sẽ nằm nổi bật lên cái phần ô nịch này. Chúng ta sẽ có một logo Lado hình mỏ neo đặc trưng rồi đúng không các bác, 30 gram. Và chiếc này nó cũng còn sở hữu luôn cả phần núm zin nhá. Bộ mặt số của chiếc Lado này em cũng chưa spa, nguyên zin cả chiếc luôn, chưa spa gì cả, nên nó sẽ cho các bác một vẻ đẹp mà cổ kính rất là tuyệt vời đúng không ạ. Phần cọc số rất là sáng này, cực kỳ là bắt sáng luôn. Phần kim cũng thế, các bác nhìn này, kim chạy rất là mượt mà. Điểm nhấn ở đây là các bác có thể thấy là hai phần logo cá ngựa, đôi cá ngựa và logo Lado này kết hợp với bộ cọc số vắt cạnh giữa này, các bác nhìn xem. Nó sẽ giúp cho các bác là đây là một thiết kế được thiết kế rất là hoàn hảo nha. Các vị trí sắp xếp logo và các vị trí giờ, cọc giờ được thiết kế rất là tinh xảo, nên nó sẽ tạo nên cho các bác một vẻ đẹp khi các bác lên tay. Có thể nói đây là một chiếc đồng hồ của Lado được làm rất là công phu, tại vì nó thuộc bộ sưu tập nổi tiếng mà. Rồi, em sẽ tháo phần đít ra để các bác cùng em chiêm ngưỡng phần đít đằng sau. Đằng sau chúng ta sẽ có, đây, các bác có thể nhìn đây, logo đôi cá ngựa Lado đây, và một số thông số như open to, cách mở này, vỏ đít đằng sau là thép không gỉ này, rất là rõ ràng đúng không các bác. Một số thông số khác đây. Rồi em sẽ mở bộ máy của chiếc Lado này ra để các bác cùng em được chiêm ngưỡng nhé. Đằng sau vỏ nắp đít thì không thể thiếu được đúng không ạ, vẫn là logo hai đôi cá ngựa đây, rất là chi tiết. Một bộ máy metan này, các bác có thể nhìn một bộ máy metan rất là bắt sáng nha, tim chạy cực kỳ là mượt mà. Phần búa chúng ta sẽ có một số thông số đây như Lado Gold House 20 series 30 gram đây, hiển thị rất là rõ ràng này. Búa cũng rất là nhạy nha, các bác nhìn này, khi em di chuyển này búa sẽ đi theo. Một bộ máy metan có thể nói gần như là soi gương được, các bác nhìn nha, gần như là soi gương được nha, rất là tuyệt vời đúng không ạ. Bộ tim của chúng ta đây, em sẽ quay sơ qua bộ tim này. Hai logo luôn các nhá, hai logo hình màu neo ở hai bên phần cốt của đầu búa luôn. Bộ máy rất là sáng này, nhìn cực kỳ là thích mắt luôn ạ. Phần vỏ cũng thế, tuyệt vời đúng không ạ. Rồi em sẽ lên tay lại hai chiếc đồng hồ để các bác cùng chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của hai chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ nha. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi.